Trời ơi, quá trời bự luôn kìa anh em. bụng hết hồn Vậy luôn là đẻ cả trăm con á hả? đó. Anh thấy giờ anh thấy trứng với con ở trong bụng nữa không? Nè, không này cứ tay út anh thôi. Ồ, đã chưa? Đây nó đẻ nhiều anh cho con quay tả năng nữa. Nhiều nhiều lắm phải không? Cái này đi. Nó không ăn theo anh. Gãy 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 cho nó bu lại nè. Chứ là chim đâu thời gian nào là chim. À thì ra là vậy ha, Như à, rảnh cũng vẫn nuôi thôi. Tiếp tục chuỗi video mà Thái đi thăm trại cá ở khu vực ở quận 9, những anh em nuôi guppy, những cái trang trại thật là lớn nha. Thì Thái chia tay với lại trại cá của chị Trinh với anh Trí, Thái sẽ qua một cái trang trại cách khoảng chút xíu thôi, vài vài mét thôi, đã quẹo ra là tới của anh chàng có tên là Su Chao Núp Lùm. Anh chàng Su Chao Núp Lùm này thì ở những hội cá Thái cũng vô tình Thái đã cũng phỏng vấn và Thái quay mấy lần rồi anh em. Đó, Thái cũng quay mấy lần rồi nhưng mà chưa có dịp Thái xuống khu vực trại cá của bạn ấy. Nay thì Thái sẽ đột nhập vào, Thái sẽ quay cho mọi người xem coi trang trại của bạn Su Chao Núp Lùm về guppy thì có những gì, quy mô ra làm sao. Theo chân Thái nhé, mình sẽ quẹo qua bên này. Bên hông thì cũng là những cái khung mót quy trình này. Ở đây thì cũng có những cái kệ sắt và Thái thấy là cũng để những cái thùng mót giống như bên của chị Trinh với lại anh Trí, nhưng mà nhiều lắm nha mọi người, rộng mênh mông. Anh em xem nè, đấy, YouTube nghèo nè, khoan trước khi chia sẻ, YouTube nghèo nè anh em. Áo nè, người ta mới biết mình nghèo chứ ai nói mình thấy mình đi không, ta tưởng đâu mà YouTube giàu với ra là nghèo, nghèo quá thì nghèo, áo có tiền mua nè. Su Chao ơi, Su Chao. Đây bên này mọi người. Hello Su Chao. Gặp biết rất là lâu rồi mà mới nay mới có dịp đi vô trang trại đi phá bạn Su Chao Núp Lùm. Đây là bạn Su Chao Núp Lùm nha mọi người. Hồi trước thì Thái có tổng vấn một câu rất là thú vị là tại sao mà tự nhiên cái là bạn ấy là đặt là Su Chao mà còn Núp Lùm nữa. Hỏi bạn ấy là hồi nhỏ thích Núp Lùm lắm hả? Bây giờ sao giải thích thì sao? Sao mà Núp Lùm Su Chao? Em là tên ở nhà à. Mọi người hay kêu em tên Chao. Chao. Dạ. Nên đặt cái Su Chao Núp Lùm nghe hay. Là Núp Lùm ai đặt hay mình đặt? Có cái bạn, mấy bạn đặt ở nhà quê đặt. Ở quê đặt ha. Rồi ơi. Dạ. Rồi tính ra là cái trang trại của mình là Su Chao làm cá guppy này lâu chưa? Em mà nếu mà chính thức làm guppy thì chắc khoảng sau dịch đó. Sau dịch là 5 năm à? Dạ không, chắc khoảng 2 năm. 2 năm. 2 năm mà em làm cái trang trại vậy hả? 2 năm hơn anh. 2 năm hơn là trang trại bự vậy. Dạ đúng rồi. Mà tính ra là bao nhiêu mét? Bao nhiêu mét vuông vậy? Gần 1000 mét. 1000 mét mà để full. Dạ. Vậy là tính ra bao nhiêu khay, bao nhiêu hồ, bao nhiêu chậu đếm được không? Dạ cái này chắc cũng không đếm. Cho anh vô cho anh đếm từ sáng tới chiều á. Dạ. Rộng lắm nha mọi người, mênh mông luôn. Mà chủ yếu ở đây là Su Chao là nuôi về dòng cá guppy gì ta? Nhiều dòng không? Em thì bây giờ nuôi nhiều dòng lắm anh. Mình đi tham quan một số. Đây là cũng dự trữ trùng hay Su Chao? Dạ cái này mình trữ trùng anh. Trữ trùng ngày mai, cũng sáng mai mới cho ăn. Đấy, là mình vừa chữ cho nó sống với lại là giống như là nãy anh có nói là mình cho nó lọc ba cái cặn này ra đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Có em chữ vậy nó khỏe lắm. Khỏe không? Có đỡ có chết nhiều hơn hả? Con trùng nó khỏe lắm. Mình cho anh quay thử cái trùng của em rồi. Đâu? À, cục cứng nhắc à. Cho quay có cho đem về không? mà nó không có sình có đồ phải không? Có đài phải không? Là cái vụ trùng mình lấy về mình chữ bao nhiêu lâu rồi nó mới sạch được như thế này? Cái này là em chữ từ sáng giờ anh. À sáng giờ. Từ sáng mà tới mai mới cho ăn. Sáng mai mới cho ăn. Mà trùng giờ là chi phí cũng cao đúng không? Trùng giờ cao tiền mà phải không Su Chao? Trùng này tầm 120 ngàn một ký anh. 120. Mà ngày là cái trại em 1000 mét vuông như vậy với số lượng cá vậy là ăn bao nhiêu trùng? Chắc tầm 15 đến 20 ký. 15 ký rồi. Là tính là ngày gần 2 triệu tiền trùng rồi. Đó. 2 triệu tiền trùng rồi thêm cả tiền còn có cho ăn gì thêm nữa không? Ạt nữa đúng không? Ạt tôi mê. Có cho cám không? Bữa nào mà không có trùng á thì em mới cho ăn cám. À ăn không cám có trùng cho ăn cám. Em chủ yếu cho ăn trùng với ạt tôi mê thôi, em cho ăn đồ tươi thôi. Ăn đồ tươi thôi ha. Dạ.
Là chủ yếu chủ đạo bên mình là có chủ đạo về dòng cá gì? Cái này là tuổi này là coi cái resort. Cái resort. Nhưng mà nó còn nhỏ, mới tầm tháng rồi, nhưng mà nó nhúng tay rồi, à, có tay. Mới là có tay hết. Là su chao là chơi cả cái hồ kiến như vậy luôn. Dạ. Nhưng mà nước nó riêu riêu tảo tảo vậy, nó có ảnh hưởng gì không su chao? Sao anh thấy nước nó rồi. Xanh quá vậy? Tảo vậy cá nó cũng khỏe lắm. Nó tảo dày thì nó mới ngợp thôi. Ừ. Còn tảo như vậy là ok. Nhưng mà hai ngày là em hút hết. Em hút 6%, 70% nước, thơm nước lại. Cũng đâu có cần sụt oxy gì ha? Dạ không. Cái này tụi này thì e sọt pin si. Nhưng mà cá còn nhỏ. Này giờ mình câu cấp. Câu cấp. Cao cấp giá lẻ nhiều cặp. Nói chơi chơi thôi nè, nó vui thôi nha, nó trung bình thôi nha. Giống như xúc sắc đi, một cặp xúc sắc đi. Xúc sắc đi. Thì nó nằm từ 3 triệu. 3 triệu một cặp như thế này á hả? Này là chưa có tai, nó còn nhỏ. Nó có tai, nó có tai mới lựa ra những con có tai đó, giá nó cao, dạ, đúng không? Đúng rồi. Nó này nó còn nhỏ. Chứ tí nữa tới kìa em quay mấy con. Em biết cái tiểu sử anh ghê lắm á. Tiểu sử em là xu chao núp lùm chứ tiểu sử anh ngày xưa lúc còn 8-9 tuổi là toàn đi vô chạy cá người ta bắt cá bỏ túi á. Thế còn là cao cao á. Không rồi đó tiểu sử 9 tuổi thôi chứ bây giờ hết rồi. Đây cá này à, mình cho ăn chưa su chao? Cái này em cho ăn buổi sáng rồi anh. Còn à, chiều chưa cho. Chiều chưa cho ha. Ồ, là cũng cỡ này là ăn trùng được chưa? Cái này ăn trùng cả gần tháng rồi đó anh. Bây giờ em anh đi với em rồi anh xin một chút xíu ít trùng mình để anh tay cái anh giải gãi cái nào đông đông anh giải gãi cho mọi người xem chơi được không? Được. Chứ bây giờ hai anh em mình tám thì chắc là tám là chỉ có ra việc gọt mới tám nhiều được thôi. Vô cá là phải quay cá mọi người. Để đứng đây đi anh lấy cho ha. Dạ. Xin một ít trùng mình đi nghịch liền anh em. Đây con trùng nè. Trời ơi đã chưa? Vớt cái chén luôn đi anh. Hả? Lấy cái chén ngoài luôn. Ờ lấy cái chén luôn phải không? Dạ. Đúng rồi đúng rồi. Hỏi cầm. Đây mình sẽ đi nghịch nha. Này phun ghét nè. Anh lấy tay được phải không? Được anh. Anh cho ăn cho mọi người xem đã lắm nè. Này phun ghét này thì hình như là giá nó vẫn nói chung là nó cũng bình ổn lại dễ dạ. Chơi phải không? Cái mềm á. Mềm. Cái này phun ghét BDS. Lẻ đi mình đừng nói sỉ nha. Nói giá lẻ bao nhiêu? Giờ thị trường còn cao. Dạ không. 20.000 cặp không? Sỉ em đi sỉ là 30. À vậy là phải 50. Dạ. Lẻ tầm 40-50 đó mọi người. Cá này là cái vây nó bự. Còn cá chợ thì nó không bằng. Ờ à, đây nè anh em xem cái vây nó khác nè, nó ăn nè, mình quay từ qua kiến mình coi thấy nè. Đấy. Em nuôi dày lắm. Vây bự lắm. Đã chưa mọi người? Con này coi đỏ đi bông. 1.000 mét vuông mà không phải là để không đâu mà full hết luôn á. Cái này mà anh đi dạo thôi, đi dạo chắc hoài luôn, cả tiếng đồng hồ luôn cũng đã mỏi giò rồi. Ở đây là mình đất nhà hay sao xuống chắc? Đất này em thuê. Thuê hả? Dạ. Cũng bộn à. Dạ, thấy cũng gần 30 triệu. 30 triệu đó mọi người, phải đơn giản đâu. Rồi chi phí cá ăn, đồ nằm đêm. Cái con bướm bướm này là gì? Dòng gì? Cái đó hoài tiger. Hoài tiger. Dạ. Thì giá nó còn cao không sư cha? Cái này tầm sỉ thì 30-40 tùy theo cá. Sỉ nha. Thì nó gấp đôi. Mà hình như là sư cha chủ yếu là làm đi sỉ mà ha. Dạ đúng rồi. Đi sỉ không ha? Có một mình em mà nên em bán sỉ không mà đa số là bán qua cho mấy lái á. Lái tìm cá rồi đi giao thôi chứ mình chứ... mình không có thời gian. Đâu rồi thời gian đâu mà đóng lẻ sỉ được đúng không? Dạ, nhưng mà nếu như ai mua cá cao cấp á thì em vẫn bán lẻ. Chứ mấy cá chung chung là thôi thua. Ê cái trùng này có sạch trong đó anh thấy có sình sình nè, có sao dạ, không nè? Chắc cái chưa cãi đó. Chạy là để lấy mấy cái chỗ sạch sạch đi mất công. Đây là coi e hả? Coi e ghi bông hả? Cái này e sọt nè anh. E sọt. Nhưng mà nó còn nhỏ. Không? Finchi đó, nhưng mà nó chưa lên tay, cái này nó mới còn tháng mấy à. Một mình làm chủ rồi bao nhiêu người nhân viên mới làm sể được cái một cái trang trại như thế này? Dạ có hai người nữa anh. Rồi ai đóng cá là kim hết luôn á hả? Em đóng luôn. Trời ơi trời đất quỷ. Rồi rồi su chao là hình như là có như hai bé rồi phải không? Dạ, không, phải không? Có hai bé anh. Hai bé. Nhóc nãy á mới bệnh đi học mới đón về. Vậy là nhà chính xác là mình ở đâu? Nhà em kế bên này, vô tí xíu à. À là nhà kế bên ha. Dạ. Quê ở đây luôn hay sao? Quê em thì ở Đồng Nai. Quê Đồng Nai. Giỏi quá, su chao nay nhiêu tuổi su chao?
Em nay 33 rồi. 33 tuổi mọi người. À, nhưng con này là có tài nè. Có tài rồi. Vậy là tài cao tiền phải không? Đó. Chiều rử phải không? Có tiền đó. Có tiền rồi phải không? Không, người ta phải mua nữa mới có tiền. Dạ. Nói với em mấy con này không có hàng để bán. Không có hàng để bán phải không? Như một cái này nó mới 2 tháng thôi. Ừ. Nhưng mà nó lên tài nhiều rồi. Ừ. Vậy là lên tay à, một anh chàng ha, Sucha Núp Lùm, một nông dân khá là giỏi mà Thái cũng được biết là những cái mà khi mà những cái triển lãm về hội cá cảnh này nọ này kia là bạn Sucha vẫn có những cái gian hàng ở trên đó để triển lãm những con cá đẹp tặng đến cho mọi người đó mọi người. Anh thấy quay đó là tuyệt lắm. Nè, có nắng vô gọi vô nè. Ghi bông. Bày nó thì đa phần bỏ quay lên tay gần hết rồi. À, chỉ đó. Tới đâu là lên tay tới đó. Một bầy mà đã lên tay gần hết nè, anh em thấy không? Có nghĩa là cái cá đó anh em nó chất lượng nha mọi người. À, mình nói chung là mình đánh chủ đạo về chất lượng. Dạ rồi. Ừ, mình còn không ai mà cạnh tranh giá thì em không chơi. Em làm chất lượng thôi. Thà cao tiền một chút thôi. Dạ. Nhưng mà để tính người chơi thì nó đảm bảo đúng không? Đó, em thấy đã chưa? Chủ yếu là anh thấy là đỏ với lại gold rồi mà mấy cái màu đó nó dạ, dễ bán không? Chưa, này mới đỏ hả anh? Mới đỏ đây hả? Khay bên mấy khay này là khay ép nè phải không Su Trang? Mấy cái khay nhỏ này là khay ép hết nè. Bên đây là cá giống anh. À cá giống ép hết nè. Dạ. Trời ơi còn cá giống nè. Mấy cái chỗ có nắng liu riu nè, xem đây có nắng nè. Cho mọi người xem cái máy kìa. À, đùng luôn. Mình cũng vẫn cho ăn vậy hả? Mình cũng ngắt trùng chỉ mình đi bỏ vậy hả Su Trang? Cái này bỏ vô bình xịt. Bình xịt anh. À xịt ha. Cá này lớn hơn nè. Đó. Này nó đỏ. Trời ơi, cái cặp tay nó kìa. Cho nó ăn ít ít thôi. Này. Chắc nó chưa, nó không ăn nữa đâu. Không nó ăn nữa. No rồi hả? Con mái nó ăn kìa, Ú là trời. Nó đẻ ra thì em vớt đây. Đẻ ở trên này cái thay dưới là để những cá con nè. Nội coi cá con nè mọi người. Wow, này là mấy bầy chứ đâu phải một bầy hả? Dạ khoảng hai bầy á, em vô một hồ. Ủa tính ra con cá bảy màu em nó đẻ nhiều vậy hả? Anh nhớ con cá bảy màu đẻ chừng mười mấy, hai ba chục con, 20 con là cùng chứ không? Nhưng mà cái đó xài nhỏ anh. À còn em là xài bự. Nó bự rồi. Cá giống em xài bự lắm. Một cái con cá guppy bảy màu như thế này đi, anh ví dụ một con cá đi, từ lúc mà nó đẻ đó, nó đẻ lần đầu á, tới lúc nó hết đẻ là nó đẻ được mấy lần? Chắc khoảng 6 lần anh. 6 lần? 6 mấy lần á. Là lần đầu chỉ đẻ ít là mười mấy con, cái từ từ dạ. Nó bự rồi nó đẻ hơn nhiều, 20-30 con. Mát nhiều con nhất hồi đó giờ em nuôi em thấy nó đẻ được bao nhiêu con? Có con đẻ 100 mấy con. cái con sọt của em cái bụng nó bự. Ờ, đẻ 100 mấy con? Dạ, đẻ 100 mấy con. Ghê trời. Đẻ nhiều lắm. Trời ơi, anh thấy tưởng đâu là chỉ đẻ có mười mấy con thôi mọi người. Đó, trời ơi. Nhỏ cái này nè. Cái này bỏ chơi vô đây. À. Rồi lớn hơn chút thì vô cho, đây. Vô lớn hơn chút là cho vô khay này. Dạ, vô khay này. Dạ. Vô này nó bắt đầu đỏ đầu hết rồi thôi. À. Chút xíu vậy là ra đầu rồi á. Dạ. Cái này là chỉ ăn ạc tê mê với một bo thôi đúng không? Không, cái này ăn trùng rồi anh. Trời, sao ăn được? Lớn rồi mà anh. Để anh thử coi. Bắt đầu ăn trùng được rồi đó. À, nó ghĩa được rồi nè. À. Trời ơi. Một mình mà giỏi quá Sư Chào ơi. Trời ơi, không, thật sự ra là anh nghe tên em cũng lâu rồi. Nhưng mà anh không nghĩ là em làm giỏi như vậy á. Cá thi nè. Cá thi. À là mình lấy đi thi á hả? Dạ. Dòng gì mà sao nó tím tím mà đuôi nó độc vậy? Này em bút. Hả? À, bút bồ. Bút bồ. Dạ. Bút bồ bút bồ. Là để dành đi thi thôi hả? Dạ đúng rồi. Này chỉ nuôi đi thi thôi. Thì bữa nào anh thi qua anh mượn em nha. Dạ. Thôi nói chở anh thi cử gì. Anh chơi vui thôi. À, đây. Này full get si thu. Full get si thu. Cũng để thi luôn. Này thì bán được không mình. Như em bệnh nè phải không? Hơi khang tiếng đúng không? Bệnh này, hả? Đuối phải không? Đuối tại nhà nguyên mấy anh em dòng ngay bệnh hết trơn. Ờ, chết rồi. Mấy anh em bệnh hết rồi, mình vô mình gặp Su Chao rồi anh em ơi, chết rồi. Cái này full dead đi bông. Ờ, full dead thường bông. Trên cao thì thoát quay. Dạ, cái này AB Dumbo. AB Dumbo nè. Cái này thì còn nhỏ, qua mấy cái hồ kia thì bự hơn. Còn nhỏ, cái phong cách này giống cá bảy màu ruộng Việt Nam quá. Như cái này Tiger. Tiger hết mùa. Tiger hết mùa này giá thị trường còn cao không Su Chao? Dạ cũng mềm anh. Mềm hả? Dạ.
50 ngàn cặp không? Sỉ thì không tới. Ừ, sỉ thì không tới ha. Thôi hỏi giá sơ sơ cho mọi người thôi, tại vì giá nó cũng dao động theo thời điểm đó. Thời điểm. Ừ, nó như nhiều khi giống như bây giờ á, bây giờ thì mình nói nó nằm vậy đúng không? Nhưng mà khoảng có nhiều người 2-3 năm nữa người ta mới coi cái clip này. Người ta nói bây giờ đang giá 3 triệu. Tới lúc đó thì nó còn có 1 triệu mấy, 2 triệu nè, Dumbo sọt nè. Dumbo sọt nè. Chung ở đó khó coi để tí khó coi quá. Cái hầu gần cái này phải xuất đi nữa chứ đâu á, mình đâu phải bán ở Việt không đúng không? Đúng rồi. Phải xuất đi nữa, bán nước ngoài nó mới ngon. Đúng rồi, cái này là hắc bê lu à. Đây là hắc bê lu hả? Hắc bê lu phin chi dày, hắc bê lu phin chi dày. Con này móc cô, móc cô riêng móc cô này cũng cá thị luôn. Thật ra bây giờ mà nói, thật ra bây giờ anh hỏi em ví dụ vậy đi, sao nãy giờ anh nghe anh quán tên quá. Ủa su chao, thật ra là nếu mà tính ra vòng chắc nó phải mấy trăm vòng hả? Cái này nó nhiều vòng không anh? Ngàn vòng không? Dạ chắc không đâu, không tới đâu. Cũng phải vài trăm vòng đúng không? Nó có một vòng nó sẽ có nhiều loại. Như thường rồi ghi bông rồi phun si phun hay không phun rồi đúng rồi, rồi nó sọt hay không sọt nữa. Thì ra là sọt nữa. Như này cũng là cá thi nè. Cá thi, cái này rất là đẹp. Coi cá thi anh em ơi. Anh thấy không, cái đồ bự chà bá luôn. Cá thi thì bao nhiêu một cặp? Mấy cái này cũng không biết bán nhiều nữa. Cái đùi bự hết hồn. Ôi ôi, con cá máy bự ngón út. Hết hồn cá luôn. Một con máy này để chắc 100 mấy á. Chỉ cần một cặp này thôi là về có cá chê mê rồi ha. Nhưng mà lúc cá này là mấy đứa em nhập ở nước ngoài về á. Là lúc trước nhập về là chắc khoảng nó tầm 200 đô một cặp. 5-6 triệu à, 5 triệu mấy? Cho 4 Ê, triệu đi. 4 triệu đi. 4 triệu là thôi, bây giờ đô 25 rồi em. Đô 25 thì hơn. Thì tao bán 4 cặp là 1.000 đô. Rồi tặng thêm 1 cặp là 5 cặp. Cá con binh thiên nè, anh em xem nè. Mấy cá đỏ nè, này là coi SE phải không? Dạ. Phun nó luôn hả? Coi đây dễ nè anh. Coi đây dễ hả? Ở đâu? Không, quay ở đây coi nó vẫn đẹp hơn chứ. Tại đây sợ nó chói á. Dạ, sợ chói rồi, nhưng cái này nó nhỏ nè. Đây là nhỏ nè. Nhưng mà nó lên đây hết này. Có mấy con nhỏ xíu mà sao nó phun luôn vậy? Như tụi này là phun nè, này mau phun hơn. Cái bầy đó là da níu hơn. Anh thấy là hình như là mấy con cá này phun nó cũng hơi khó chứ không phải là con nào ra cũng phun đâu. Anh em thấy phun lưng hết trơn nè. Nè, bây giờ quay thử bầy này nữa đây. Quay bài này cho anh em xem nè. Cái gái này tầm tháng mấy rồi mà sao nó phun lưng luôn nè? Phun hết rồi. Trời ơi. Cái em mạnh anh. Vậy là tính ra là mấy con cá này là em bán mà một con cá xuất ra lẻ lẻ một cặp này cao không? Mấy con này thì thường giá thường thì khoảng 20-30 thôi. 20-30 một cặp ngã thôi đó hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đẹp về rồi hả? Phun lưng thì giá khác, super red giá khác nữa. Phun lưng giá nào? Phun lưng thì ra tầm 70-80. Không, ngày chưa nhớ phun lưng lên tới mấy triệu luôn á. Anh nhớ rồi đó. Ừ, 1 triệu mấy luôn á. Thấy là mấy anh em mua là cái con không phải là con phun lưng mà con kinh á. Lên đầu kinh á, 1 triệu mấy. Ôi ôi, đó, bây giờ nó có khi lúc mà mới nhập á 4 triệu mấy. Trời ơi, 4 triệu lâu mấy. Lắm rồi. Anh em thấy ghê không? Còn mấy cái này là cái con nè, nè. Này phun red nè. Phun red. Đẹp quá mọi người ha. Đó. Trên phần trên thì cá có thể gần xuất được đúng không? Còn phía tầng dưới thì cá con rồi chuyển qua tầng vừa vừa cá chung chung rồi cá từ từ. Cái này em đang dời đi để em làm hầu bạc. Hầu bạc bự á. Mấy cái thùng xốp này nó bị lâu ngày quá nó xì. Lâu ngày nó bị xì, mình dán nó không kỹ á. Xì thì em cắt ra em thay đổi em dán giống như cái thùng này nè. Cho nó giữ lại ha. Anh quay lên trên nữa rồi. Anh đưa cào rồi anh quay lên cái hồ nữa. Thấy gì trên đó không? Nhiều cá lắm. Nhiều cá lắm không? Qua bên kia mình quay cái thùng mót bên kia vẫn thấy kìa. Không, cái thùng này bự lắm anh. Cái này 4 thùng gần. 4 thùng ghép lại. Đúng rồi. Rồi lót bạc hay gì? Lót bạc trong á anh. Đu lên được không? Được. Quy cái thùng bự anh em. Nó nhiều cá lắm. Bơi vào trong ha. Tính ra thì mấy anh em chơi guppy thì thật sự ra mà nói anh nhìn thấy những cái gì, dụng cụ để nuôi thì nó cũng đơn giản đúng không Su Trang? Ha. Nhưng em là nuôi đơn giản nhất. Đơn giản nhất anh thấy toàn là khay với thùng mót rồi nè. Em giống như đổ nước, cái nào đổ nước cho được làm chai được. Cái gì đổ mấy anh em là toàn phải có là thêm là lọc
đồ sủi oxy rồi mấy tùm lum hết á thì em không cần luôn. Dạ em không có chơi mấy cái đó. Đấy. Cái này đùm bồ coi à. Đùm bồ coi. Ghĩa cho nó bu lại để cho mình quay cho mọi người thấy cá thật. Mấy con này nhỏ, nó chưa lớn đâu. Mấy này mới có được nửa đường rồi đó. Đùm bồ coi này hình như là nó cũng tính theo là có latium trên lưng hay không nữa nè, đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Còn không có là nó sẽ khác nữa. Cái này còn nhỏ, nửa đường rồi. Bên này nè. Còn nửa đường nữa. Đó, thấy nó ăn, đây nó ăn nè, đẹp lắm nè. Đã chưa? Cái này tầm tháng mấy, 2 tháng rồi đó. Thêm tháng nữa là mình bắt đầu xuất được. Ồ, trong cái thùng này cá nhiều lắm anh em ơi. Bên này khu này là của hàng Dumbo này. Dumbo gọi là tay voi đó mọi người. Tí nữa lên kia quay cá xuất cái gọi Dumbo cho anh coi. Tài khủng khiếp lắm. Trời ơi quá trời luôn. Cá cho mà ăn mê nè. Để tay vô nè. Nhưng mà cá đây là anh chọt chọt vậy được phải không? Xin phép em nha, nhiều khi là cho ăn cái đụng cái này cái kia cái đúng không, phải không em? Chỗ khu vực nào cá mà mình nuôi thì đôi lúc nó vẫn có những cái hồ mà nó cái sức nó có cá bệnh ấy, mình không biết mình sọt vô á, cái mình sọt qua cái hồ lầy nó lầy có gì cái gì em cản liền, ơi anh thấy để biết đường né. Ôi ôi quá trời cá luôn. Cái này cũng đùm bồ coi nhưng mà nó có thêm ghi bông phích chi nữa. À, nó sẽ cao tiền hơn, cao tiền hơn. Nó có cái ghi bông rồi nè đó. Mọi cái nó sẽ trong cái dòng nó sẽ có nhiều dòng nhỏ đúng khác rồi. Nhau như cái này e ri bông là e ri bông thấy không lên phùng đạt chân không cá lớn rồi đó cá chuẩn bị xuất nó có ri bông nè, coi cái này có ri bông đó anh em. Dạ cái đó chuẩn bị xuất thì đó lớn lắm rồi. Cái này con này cao tiền không, cặp này cao tiền không? Dạ cái này nó cũng mềm rồi. Mềm mà ha. Dạ này nó tầm 200 một cặp. Mềm tùy mà. Theo nó có phun lưng hay không. Phun lưng thì cao hơn, chỉ phun tay không thì 200. Trời ơi con máy phun luôn kìa, con máy bự như con voi luôn mà phun luôn kìa phải không? Mấy con máy nè, phun nó lưng rồi nè. Nó phun hết à. Thôi nè anh em xem nè, để anh nghịch chút xíu nha chú Châu. Nè coi nó lại nè, anh đi coi mấy con máy kìa. Có mấy con bầu bự. Ôi ôi đó, mấy con đó chắc nó sắp đẻ hả? Tuyệt quá. Đây, đây là dòng gì? Mấy con này em đang lai. Đang lai hả? Nó là Tiger á. À mà mình cho lai tạo dòng riêng biệt cho mình đó hả? Dạ, nó đuôi nó hết mùn. Cái còn Tiger nó bị đuôi nó bị cháy. Cái dòng này là chỉ có mình có thôi, tại mình tự lai tạo mà. Dạ đúng rồi, em mới lai ra nhưng mà em chưa xuất. Trời ơi. Có dòng dòng hết luôn, dưới này còn cũng y chang vậy ha. Dạ. Trời ơi, quá trời quá đất. Mê quá. Con mấy này là view coi sọt. View coi sọt. Dạ. Vậy tính ra đây mình được 30 vòng không? Chạy mình được 30 vòng không? Chắc cũng tầm đó anh. Tầm đó ha. Dạ, sọt, con nhỏ à. Thấy nó ngắn cuộn. Này là mấy con đẻ mà được như đây? Cái này chắc khoảng 2 con đó anh. 2 con là được vậy. Mấy con sọt của em nó bự lắm. Ừ. Bự bằng ngón tay á. Rồi mình lựa những con xuất sắc lại. Dạ. Chừng 1-2 con để làm giống thôi. Để hậu bị cho đợt kia chứ. Dạ, đúng không? Đúng không? Mấy con nào tiện thì em để lại em làm giống. À. Những như mấy anh em mà thăng á. Ừ. Thì muốn làm thì em vẫn chia. À muốn làm thì vẫn chia. Dạ. Ngoài đằng kia, ngoài sau hè đó cũng có mà không có cá siêu châu. Cái này em chuẩn bị làm vuông anh. Là anh nuôi ngoài trời luôn. Anh thấy có một cái này mà em không để ý nè, anh thấy không biết vàng chậu đó của ai bích lỗ lại, cái gì chứa nước được là nuôi được luôn á. Cái đó dạ? Chậu đó của người ta. À. Để trồng mai á. Để trồng mai. À, mấy cái đó nuôi được á. Được vàng đó, chậu đó nuôi là hơi bị ngon đó. Một vàng chậu rồi kia luôn. Khái địa nhanh lắm mọi người. Đây. Này, cái bể đã không? Em bật đèn lên gọi cũng được. Gọi vô cho nó chiều khi nó chói không? Chói không? Đâu chói đâu đúng không? Nè, cho mọi người xem nè. Quá wow, trời cá luôn mọi người. Mê quá. Thật ra là thấy dễ vậy thôi chứ cũng không phải dễ đâu. Mình chăm cá này ai nói cá bay màu nuôi dễ chứ phải biết được cái bản chất của tùy dòng tùy con. Cái này là HVS sọt. HVS sọt. HVS này nó sẽ có HVS thường. Ừ. HVS sọt. ABS. ABS. Mắt đỏ với mắt đen. Mắt đỏ mắt đen có
nó có cái còn sọt luôn. Cái này là Dumbo. Dumbo gì? AB Dumbo. AB Dumbo. AB Dumbo màu sắc. Hồi trước là lúc mà trước thi cá là em làm công việc gì vậy sư cháu? Lúc trước là em làm bên kỹ thuật viên bên gân sứ á. Rồi kỹ thuật viên gân sứ rồi làm sao mà bây giờ mà tự nhiên cái này khỏi sàn xẹt làm sao mà tự nhiên nuôi cá? Hay là hồi trước dịch cái là cái mình không biết gì làm á, mình buồn quá mình nuôi cá. Cái đó giờ trước đó thì em nuôi beta. Ờ nuôi beta. Em chơi beta, em chơi cứ có thời gian rảnh thì ở nhà đi làm xong rồi ở nhà ép beta. Ta xong rồi nuôi cũng lâu á, thời gian lâu rồi em mới chuyển qua bì. Beta chứ em chơi chắc được cũng. À, lúc đó là có kinh doanh với tao hay là chơi vui thôi? Dạ có kinh doanh anh. Nhưng mà thấy mà nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Mà làm thì vừa đi làm vừa nuôi beta mình nuôi chơi á, rồi bán được thì bán, còn bán được thì để nuôi chơi. Vậy là bây giờ là nghỉ làm kỹ thuật viên bên răng luôn rồi. Dạ nghỉ sau dịch là bắt đầu nghỉ anh. À là cái chuyển qua này luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nè, beta nè. Hai này mấy năm nay ha, được 2-3 năm nay thì thấy ổn không? Cũng ok anh. Vẫn còn ghiền làm beta hả? Này là làm chơi hả hay là cũng có làm bán để ra thủy sinh đồ chơi? Cái này làm chơi anh. Cái này là danh. À danh lớn á hả? Còn khổng lồ anh. À danh khổng lồ. Cái này mới có 1 tháng mà, có 1 tháng hơn. Còn tháng mạnh chà bá rồi ha. Được 2 hồ hả? Một bầy. Một bầy nhiều vậy hả? Một bầy là 2 hồ. Trời ơi. Cũng có tài beta dữ trời. Con danh mà nó bự mà, con mái nó đẻ nhiều quá. Dạ đúng rồi. Cái này á là em nếu mà em chăm, nếu mà em lo được kỹ á là chắc số lượng nó phải gấp được 4 hồ này. 4 hồ. Dạ đúng rồi. Là, đó mà là chết bớt rồi hả? Đúng rồi. Tại do lúc đó là em không có ấp Atomy. Rồi cho nó ăn Atomy bự luôn. Thì nó ăn ít, nó không đều sai nè, là một à. Với lại em bỏ vô cái thùng nhỏ quá, không có thời gian á, thấy nó nở rồi cứ quăng cho nó ăn vậy thôi. Rồi nó ra được 2 bầy thôi, rồi nó nắm nữa, chết mớ nữa. Dạ. Xong rồi mới quăng ở đây. Hình như không có lá bàn, cái hồ này không có lá bàn. Có chứ. Có không? Có ít quá. Giờ nó xanh quá. Giờ nó xanh quá. Trời ơi. Ôi, rộng quá trời rộng luôn, quá trời luôn. Và hồ kiến hai bên mũ tan đang chuẩn bị dẹp cái phần này. Ê, coi chừng không có cá. Hên quá, chừng đổ nó con dẹp cái phần hai cái dãy này lên thêm hai dãy hồ kiến ở đây. Như chỗ nãy anh thấy chỗ trống đó đó là dẹp làm hồ kiến hết. Mấy cái hồ trên đó là cái hồ gì á, anh coi được không? Cái thùng xốp á hả anh? À lại đóng cá hay gì? Cái thùng lại đóng cá. là mua sẵn dự trữ về để đóng cá cho khách á hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái hồ xi măng ở dưới đó là làm cái gì xin chào? Cái hồ này để chữ nước nè anh. Là chữ trong tanh xanh đó riêng, rồi chữ thêm cái hồ này nữa. Không chữ, cái bồn đó chữ ít lắm. Cái hồ này chữ mới được nhiều. Trời ơi, chữ nước lần đó vừa chữ vừa bơm, vừa xài vừa bơm vô luôn á. Khu này là cũng như trong cổng vậy thôi ha xin chào? Dạ. Cá cũng đẹp không? Để anh đi một vòng đi, tại vì khu này nó có nắng chiếu vô nè. Vô đây. Cái chỗ này, đi chỗ từ này. Đây đi. Vô đây ha. Đi từ đây. Chủ trại kêu đi đâu đi đó chứ mình đâu có dám khọc bậy vô được. Theo hướng ngoài. À theo hướng phải không? Này đi. Đây là gì? AB Dumbo anh. AB Dumbo nè. Anh bỏ cục nhiều lên. Ăn mới được. Như đó. Anh cho ăn da bô thôi. Cái này nó dòm không tí nữa, nó dành lộn nữa. À, anh cho ăn da bô để cái này chắc anh không thấy hồi tối quá đúng không? Không, cái nào không thấy thì cho qua đi. Cái nào nhiều cá lắm á, cá bự không? Đâu anh thử coi. Nó không có thấy nó chói á. Em nuôi nước đục ngầu nhưng mà cá khỏe là được ha. Dạ anh thấy bơi ào ào á, dí không được, bắt khó lắm á. Mạnh mạnh khỏe quá. Dạ dưới này cũng có này màu sáng nè. Dưới này sáng nè, nhưng mà dưới này quay được, quay mọi người thấy nè. Này là dòng gì? Này là dòng gì? Này dòng gì xin chào? Này cũng AB Dumbo luôn anh. Cỡ này là được bao nhiêu tuần cũ thôi? Chắc khoảng 4 tuần anh. Mới được 1/3 dặm đường rồi, còn 2/3 nữa. Nhưng mà bắt đầu tầm khoảng 2 tháng thì nó sẽ dễ bệnh hơn, đa phần là lớn nó mới bắt đầu bệnh. Nó nhiều quá. Nhiều một quá. Phần là em nuôi dày nè, với một phần nó lớn rồi nó ăn nhiều, nó đi phân nhiều quá thì nó ô nhiễm cái nguồn nước á. Cái này wheel coi sọt. Wheel coi sọt ở trên này thấy không? Trên này thấy nè, trên này sáng nè. Quay cái nào mà có sáng sáng thì cho mọi người, cho cục bự hơn chút nha. Dạ.
bự hơn chút là chứ anh vẫn tiết kiệm. Trời ơi quá đầy cá luôn. Đây nữa nè mọi người, đây có ánh sáng vô nè. Cái đó là con cá thi hồi nãy đó. À cá thi á hả? Dạ. Đèn thui đó. Trời ơi cá thi nè. Tuyệt vời mọi người. Đó này màu đỏ nè. Ê, cho anh cho ăn cái này đi, anh thấy cục này đỏ quá đỏ. Anh trải nghiệm nè mọi người, coi Thái trải nghiệm nè, đã lắm. Này cái này có ri bông không không phải không Sư Trà? Có ri bông anh. Có ri bông á hả? Trời ơi nhưng mà nó còn nhỏ, nó chưa có, nói chung là nó ra full tay hết rồi nhưng mà nó còn nhỏ, như con này nó full lưng rồi. Vậy là khoảng tháng rưỡi chứ chắc. Thì chắc cỡ 2 tháng rồi đó anh. 2 tháng nữa, chắc chừng 15 ngày nữa là được ha, xuất được không? Tầm là 2 tháng rưỡi anh xuất cá hay sao? Dạ tầm 2 tháng rưỡi 3 tháng là xuất. Tầm 2 tháng rưỡi 3 tháng. Đây này mới bệnh nè, để cho ăn. À mới bệnh. Trời ơi nhiệt tình này nó thật thà. Chỉ hồ mới bệnh đừng cho ăn nữa anh em. Xem chung nữa à. Dứt luôn. Thì nuôi cá là phải bệnh chứ, phải có hồ này, bệnh chứ đó, bệnh đó. Cái nó nằm ở góc không? À vậy là bệnh ha. Dạ nó vẫn, mấy con này vẫn bèo ào nhưng mà nó tỷ lệ nó bị đó. Nên mình phải cách ly phải không? Dạ em đánh thuốc rồi. Đây nó khác với cái hồ này. Thường thường là em đánh thuốc gì? Cái này em đang đánh miêu nóc, con chị nắm cho nó. Nó bị ngứa mình. Miêu nóc. Đây còn cá đỏ đỏ nữa nè. Quay thêm đỏ đỏ đi, anh thích cho ăn đỏ đỏ này quá. Cảm giác cho ăn đã. Thích cho ăn nữa chứ. Đây nè mọi người. Cái thú vui của anh đó là nuôi mấy con cá là anh thích là cho ăn á, ngắm là chỉ là một phần nào đó thôi. Còn cho ăn á, khoái lắm. Cái này phải thích rồi, mê rồi mới làm được. Chứ còn không phải làm không được đâu. Không phải làm không được đâu. Có nhiều anh em á, có nhiều anh em á là có em trai hoặc là gì đó. Anh muốn tới đây học nhưng mà không được. Học nghề á hả? Thì tới nói giới thiệu tới đây là em dạy nghề nhưng mà học không được. Sẵn Thu Trao nói đây, anh mới nói em cái vụ mà mấy anh em đòi nói mà đi kêu mà đi học anh đi quay YouTube đồ chơi á. Hỏi mê cá mày nè, không mê sao làm. Biết gì về cá đâu mà quay. Thí dụ như mình mê nó, mình thích nó, mình mới dám mình đi, mình bỏ thời gian cho mình đi để mình ngắm mình chơi với nó tụi nó. Thế mình giống như nuôi cá vậy thôi. Giờ anh Thái ơi, thấy em đi quay cá nhiều, bây giờ tư vấn anh mở tiệm cá. Hỏi anh có mê cá không, anh không biết gì cá. Thôi anh đừng, anh hãy chơi cá trước đi. À, đúng không? Chứ không biết gì đâu mà cá đâu mà làm. Tháng rồi á. Mới nửa tháng đây nè. Có một bạn cũng chơi cá. Rồi có một em. Em xong rồi tới đây xin tới đây để em dạy nghề hả? Dạy cho nuôi cá với lại buôn bán luôn. Rồi tới được khoảng 3-4 bữa rồi nghỉ rồi. Không mê phải không? Không mê. Đứng không à. Tính ra nếu mà anh mà tính ra mà anh đi quay về cá này á, Su Cha biết không? Anh hai ba kênh rồi. Tính ra là phải thời gian là 6 năm để anh đi quay cá nè, để anh đi giao lưu với mọi người á. Cái kênh này là cái kênh thứ hai rồi đó. Nó sao? Đừ rồi. Đừ, là nó có triệu chứng á hả? Đúng rồi, triệu chứng rồi đó. Chứ nó mạnh lắm. Bơi liên tục mà. Cái nào có triệu chứng nói anh biết giống nha. Như mấy con cá này anh thấy không? Tới cái là nó bơi cứng, tới mình liền. Giống đây nè. Nó tới là nó bơi dính vô mình liền. Anh thấy chủ đạo bên đây hình như là mấy con coi SE này nhiều á. Dạ, coi SE nè, full gold nè. Rồi bây giờ bắt đầu là em làm thêm là sọt còn các kiểu hoa văn. Đầy đủ luôn. Sức giỏi ghê á, em chú ý là em sức nước nào Xuân Trang? Nói chung là ở đâu em cũng bán được, thế nhưng ai mua mình bán. Em nói con này là bút bồ. Không thấy, không thấy. Ít quá. Ít quá. Cái này còn xanh nè. Nhiều lắm. Nhiều. Nè, ri bông nè, khỏe rồi, khỏe đúng không? Hồi này khỏe đúng không? Khỏe. Ồ, đã kìa. Còn vậy là tới đó là khu vực hàng trước nãy phải không? Dạ. Cái này là gồng xanh nè. Gồng xanh. Cho ăn không chắc một mình, nếu mà cho ăn hết khu này chắc phải tới vài tiếng chứ đâu. Nhưng mà nhanh á chắc vẫn 3-4 tiếng anh. Nhanh là 3 tiếng hả? Dạ, chứ mà chậm vô không biết cho ăn đâu. Trời ơi. Rồi đi chạy nào là trước khu vực đó cũng có một bịch muối hột dằn lên anh em thấy không? Để chị nắm hả? Dạ đúng rồi. Vô là mình nào bệnh là mình dứt cho liền. Đây là gon nè, nãy giờ mới thấy gon nè, nãy giờ chưa quay gon cho mọi người.
trang thử một cái chỗ gòn là sáng 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 đi à. Chỗ nào nó bu gòn đây là gòn nè. Gòn thì đâu phải là nuôi trong cái khay màu nào cũng được đâu đúng không chú? Dạ, đúng rồi, nó phải màu vàng cũng được. À, nếu mà mình nuôi qua màu cái khay màu xanh này là nó cũng sẽ sắc tố nó chuyển qua xanh luôn đúng không? Nó không lên dãy luôn anh. Không lên dãy luôn hả? Nó xấu lắm. À. Trời ơi đã chưa. Gòn này hình như có ri bông. Dạ đúng rồi. Mà có ri bông gòn thì giá nó còn cao không sư cha? Nó tầm 80 đến 100 ngàn cặp. Tùy theo tai. Tùy theo tai nữa. Tai bự dạ, tai nhỏ đó. Tai dài á. Như người anh thấy rõ như con đó là tai dài vậy thôi. Nó nhỏ nhưng mà sắc yếu tố nó đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Nó là con máy đó. Đúng con máy con này nhỏ hơn nhưng mà nó vẫn có tai hết. Nhưng mà bộ gòn của em lên tai dữ lắm. Hầu như là mình chủ yếu là mình phải tiễn bộ cho cứng, cho chuẩn, cho ok, cho ngon. Chứ mà nhiều khi bộ không ngon để ra lựa cá vạt không cũng mệt. Mệt. À nhỉ. Đây. Đây Tobas. Tobas Finchi. Hồi ơi con máy nào nấy kìa. Nuôi Tobas này dòng này cũng lâu rồi, chứ nó cũng mắc lắm á. Nhưng mà cái này nó cá đẹp là dữ anh. À cá đẹp. Ờ nuôi Tobas này coi. Cũng hết hồn. Hồi trước là hình như nó vài triệu cặp á phải không? Lúc đó bây giờ mà cái tuổi Tobas mà phim dày á cũng mấy triệu. Trời ơi. Vậy là tính ra cỡ này đi mấy triệu. Đam mê thì vẫn còn nè. Đó. À Beta hả? Dumbo hả? Dumbo dạ quang anh. Dumbo dạ quang. Tí nữa em đang ép mấy bài Beta bên kia nữa kìa. Trời ơi vẫn còn xanh dạ quang. Chơi đẹp chơi lắm. Với lại Dumbo với lại coi luôn. Coi. Ơi con này hay á. Con này đẹp á ha. Dumbo con xanh này xanh. Nhìn đẹp anh, dạ quang. Tính ra thì ở nhà anh qua đây gần. Cũng gần, mười mấy cây, 15 cây. Quá đã, trang trại thì cũng là nhà tôn có lập những cái tôn sáng như thế này thôi. Cái này coi đen là si thu. Coi đen si thu. Coi đen sọt si thu. Cái này hình như là giá nó cũng rẻ là phải không? Nó cũng mềm anh. Mềm đã rồi. Mềm thì dễ chơi. Dễ chơi. Ở cái đó phin si á. À, đi là nãy giờ chỉ đi dạo dạo chỉ là một vài ba nẻo đường thôi đó. Còn rất là nhiều nẻo đường mà mình đi sao mà hết được. Đây sáng nè, đây là chắc gòn nè nè. Gòn này cũng là hình như ghi bông luôn ta. Ghi bông hết anh, em không làm gòn thường. À không làm gòn thường ha. Ghi bông nè. Sọt ghi bông rồi. Người ta là một hồ lên một hai con là mừng lắm rồi. Thì con đó có ri bông không? Con đó anh. Con này nè. Con này sao có ri bông được? Chọc á. Đây có con chim hút mật giống Thái nè anh em. Đấy cũng chơi con chim hút mật đó, nó ríu ríu kìa. Anh đã chơi chim gì? Thì con hút mật Đà Lạt á. Đà Lạt hả? Con này của em không đen. Không đen hả? Yeah. Chơi bữa chơi mấy con, hồi chưa có bà chị bà chơi bán chim á, cái bà đưa cho nuôi mấy con á, nuôi chơi cho nó ríu ríu chơi á, chú chào. Con này em đang ấp Atomy. Đây là khu ấp Atomy nè. Mới xài hết rồi, xài ra chuẩn bị ấp lại. Ngày em ấp 2 bình. Là một bình vậy là bao nhiêu? Một bình nửa lon. Nửa lon, nó được bao nhiêu lạng? Nửa lon sữa bò mình á hả? Nghe lon Atomy nè. Nửa lon này hả? Trời ơi, vậy một này bao nhiêu tiền? 700. 700 một lạng vậy? Một lon á. Vậy một ngày nửa lon cho ba cái này. Không phải, một bình là nửa lon. Một bình là nửa lon, vậy là 4 bình. Vậy là phải 2 lon. Nhưng mà một ngày ăn có 2 bình thôi. Vậy là 1 ngày cho 1 lon đi. Một ngày 700 ngàn với tiền trùng hồi nãy một ngày khoảng 1 triệu mấy nữa. Đó, là một ngày là một trung bình là cái trại của em cũng tiền ăn không cũng 60 triệu. Không? Một tháng anh. Hả? Một tháng. Một tháng, đúng rồi, một tháng thì phải 60 triệu tiền ăn không á. Cái này đừng vô coi à. Con này đẹp lắm à. Chứ mà giờ anh cái này con Dumbo coi sọt. Dumbo coi sọt. Ngắn. À vừa Dumbo vừa coi vừa sọt. Mà có ri bông không? Có loại có ri bông luôn. Tí nữa tới nữa. Trời ơi ghê vậy. Thì nó cao cấp từ từ lên nha. À. Thì là đấy con có ri bông nè. Còn có ri bông. Những cái hồ đẹp nè. Có ánh nắng vô nè. Chúng ta quay cái này có bệnh không? Có bệnh không? Không. Không phải không? Chờ chút xíu. Đó nó lên nha mọi người. Ồ đã chưa? Tại vì thấy nó sáng á. Vây cho mọi người xem nó đã.
Đâu, ghi bông nè. Đây nó đẻ luôn rồi. Chưa vớt không? Cái này là Dumbo coi sọt ghi bông PC. Dumbo coi sọt ghi bông. Đó là hết lóc rồi đó, hết lóc của thằng Dumbo coi đó. Này là nhìn cá giống phải không? Dạ. Thấy đẻ cá con ở trên quá trời luôn. Đó, nó đang đẻ á. Nhưng mà chưa gãy cái trên mặt nước. Cái này là cái đồ vắt muỗng chén phải không? Dạ đúng rồi. Mình vắt cái máy vô vậy. Đúng rồi, cái gỗ chén á. Trời ơi, hay quá, hay quá. Đó đơn giản nhất. Ừ. Làm mua mấy kia làm cũng cực quá. Ừ, cái này móc lên rồi nó vô nó đẻ ra cái con ra ngoài. Dạ. Đẻ đây cái con quá trời nè. Đúng rồi, cái này nó mới đẻ xong rồi bỏ rồi. À. Máy rồi. Trời ơi, tuyệt quá. Cái này dễ coi nè. Ừ, mấy cái này dễ coi. Thôi. Đó, nè cho nó mọi người thấy nè, cá ăn nè, mời à. Cái con này gồng xanh. Gồng xanh. Còn cái con này là khác nữa. Để cho anh quay qua đi nè, để với coi nha. Ừ. Này là dòng gì? Này dòng gì Cái con này là con coi đỏ sọt si thu phin si. Ừ. Coi đỏ sọt si thu phin si. Em thấy nó ngắn không? Mà nó thấy ruột. Nó sọt. Rồi. Chuẩn bị, đáng lẽ là bữa nay là không có anh Thái là thay hết một nửa này đó. Vậy là giờ hỏi thai phải không? Giờ đã tối thai. Ờ. Đây. Nãy anh qua trại của chị em. Chị em nói là tự nhiên thấy anh lù lù xuất hiện, bắt chưa chuẩn bị gì hết, đang đóng cá vô quay luôn. Trời hỉ, anh nói sao bị này, sao vậy? Con beta của em nè. À, đâu? À, Fancy Cooper, ấy. Fancy Cooper. À, Fancy Cooper, ê, quên, đâu có, nó đâu ăn nhiều dữ vậy. Cho nó ăn một con thôi. Một con thôi, nó không đấy. Đẻ bên đây nè, không à. Thấy màu à. Đấy. Đấy nó mới... Bộ chuẩn ha, bộ đuôi hậu đồ dữ ha. Dữ chứ. Tiện bao nhiêu năm chơi mà. Ừ. Chứ không phải mới chơi đâu. Một con cá đã rồi nha. Nhét nè. Đẻ nè. Con đó. À. Ép ba ngày rồi. Nay là chơi lại bên beta cho vui ha. Dạ. Ép một bầy vậy đó. Chơi. Ừ. Để lại một cái con rồi vậy đó. Đây nè. Đây nữa nè. Đây một con Fancy Cooper. Thấy cái đầu phải không? Bộ. Đầu tròn phải không? Cái đầu. Bộ ghê không anh em? Cái này mấy nó kè kìa mới được, mình thôi, không á. Đó... Kè, nguy hiểm lắm. Mình kè youtuber, youtube nó kè mình luôn á. Nó kè anh suốt à. Kè hoài anh. Ừ, nó kè, không youtuber nó kè anh á. Youtube nó kè anh suốt. Nè, sọt nè. Đây. Đó, anh thấy con đó lên tay nè không? Ờ. Chuẩn bị lên tay nè. Vậy là, như vậy cỡ tháng nữa là cái này thả lắm á. Đã quá, mê quá. Rộng quá rộng luôn, hàng gì anh ấy cho ăn mà phải vài tiếng đồng hồ. Trời ơi. Mà cá nuôi dày lắm. Dày quá dày. Không phải là một hồ thưa thưa đâu nè, anh em xem một cái hồ nè. Anh em xem như thế này nè. Đâu phải là một hồ thưa đâu mọi người. Dày cá lắm luôn á. Trời ơi. Đủ thứ màu nè. Trong đây thì mấy cái này nó có sụt không? Anh ấy không có thổi à? Bữa có oxy mà bây giờ làm biến quá. Không cần luôn hả? Luôn à. Lâu rồi. Mà khi mở ra vậy có ảnh hưởng gì không? Dạ không sao anh. Ừ, đây mới chiều nè, đây mới chiều nè, tự lên nè. Chiều chưa, chiều chưa. Đừng nhổ nha. Trời ơi, cái hồ chiều. Trời ơi, có hai cây dương chỉ nó mọc luôn, chiều, cực kỳ chiều luôn mọi người. Ai? Em có cái hồ kia nó mọc. Ghế chiều. Nó mọc vô cái lọc đó, đầy luôn như tài thiên vậy đó. Trời ơi vậy mà hả? Em mới thay nước rồi. Thôi nè, tôi... hồ đúng chất chiều luôn á trời. Chiêu tự nhiên á, mọc gốc này mọc gốc này nữa chứ ghế nó bám vô nè, nhìn hay quá. Xanh vàng. Trời ơi, cho nó chơi với Fancy Cooper mà cho chơi với là bạn Ruby luôn. Cho nó ăn anh. Ừ. Bỏ chung cho nó ăn đi, nhiều lên, cho con beta nó ăn nữa. Nhiều lên phải không? Cái này đi. Chủ yếu người ta nó ăn cho nó no, nó bự vừa nó ép cho. Quá trời cá luôn, đi đâu cũng cá, đi đâu cũng cá. Đây nữa nè. Đã không anh em? Cho nên
nó mới biết ăn chùm mà nó không ăn héo ăn. Dạ 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 cho nó bu lại nè. Ồ. Đó là những con cá này màu sắc sực sỡ như vậy mọi người thích nuôi. Nuôi nó chói chói nhìn nó đẹp, nhìn nó hay. Nó giống em nè. Này để quay cho quay coi thử con cá giống nè. Xin mời. Trời ơi. Đây có bụng. Đây ha. Trời ơi, quá trời bự luôn kìa anh em. Bụng hết hồn luôn. Vậy là đẻ cả trăm con á hả? Đó anh thấy giờ anh thấy trứng thấy con ở trong bụng nữa không? Ừ. Bự lắm. Trời ơi con cá này. Cá bằng ngón tay. Em chơi cá giống con nào cứ lấy chà bá. Bự cách xù luôn rồi mọi người. Đây nè. Đây xịt cho anh miếng đèn đi em. Xịt đây ha. Trời ơi. Bự lắm. Đó, giờ vậy giữ qua vậy được rồi. Ồ, oh, oh, chà bá nè, à chưa bầu quá ha. Mới xà đẻ rồi đó. Quá tuyệt vời. Trời ơi, con nào nấy như con voi đây nữa nè. Chà bá không. Giống à. Là mấy con đó là đẻ chắc cũng được là lần 4, lần 3, lần 4 hết rồi. Phải không? Đúng rồi, lần 3, lần 4 á anh. Bây giờ bắt đầu lứa này đã đẻ nhiều quá. Nè, nè, các con nè. Con này nó đang đẻ mà. Gòn sọt. Đang đẻ luôn á hả? Dạ đúng rồi, nó đang đẻ đó. À đang gặn ra luôn nè. Hay thiệt. Các con bên đây góc này nè. Đang đẻ. Dài 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 dài. Bên đây là gòn. Chủ yếu bên đây gòn cũng nhiều. À cá của bạn ấy nè anh em. Nó khỏe là bạn ấy như thế này nè. Đó anh em thấy thấy gõ không? Nè. Đói à, liên tục à. Ờ à, nó đói liên tục. Nó rất là này, kiểu nó rất là sung. Nè thấy bỏ xuống nè. À, quần tới quần lui nó chạy rất là lẹ. Bên đây thì chắc cũng một ghiền chiên lắm, chơi cả cái này về gọng chim luôn hả? Dạ đúng rồi. À, còn khu bên kia thì mới làm. Khu bên khu. Sau đó con em cũng đang làm. À đang dựng ra thêm. Ra coi sơ sơ rồi đó một cái nữa đi. Ra và để coi nó làm nào sẽ tràn luôn. Coi in nào sẽ tràn luôn ha. Đó đây cũng là một khu nữa nè anh em nhé. Đây cũng là một khu nữa. Đây có hai con rồng Nam Mỹ nữa nè. Chơi tới công chuyện luôn đó con lính em á. À. Ca em đó. À đây mình làm ra tới này ha. Dạ. Làm khu ngoài này hay khu ngoài này, khu ngoài này á ha. Giờ chuẩn bị cái này thì chắc qua Tết em làm cái này lại. À lên cái dàn sắt này á, làm lại. Trời ơi cái này cái gì ở đây. À, xin không. Được không anh? Wow. Hello anh. Trời ơi đây là chủ yếu là lên thùng mót ha. Có in nào có tấm kiến luôn hả? Có cần phụ không anh? Xong rồi anh ơi. Ồ ở đây em chơi chám hồ dầu hay chám cái gì vậy? Này chơi xi măng hết anh. Xi măng hồ dầu á hả? Dạ. Xi măng xong đi hồ dầu. À nó rẻ tiền hơn chống thấm hay sao? Nếu mà mình mua cái chống thấm xanh mình quét thì như nó cao tiền hơn đúng không? Dạ không. Chống thấm nó rẻ hơn cái này á. Cái này làm công cực lắm. Công cực lắm hả? Cái này mình quét lớp một lớp xi măng dày rồi. Ừ. Rồi chỗ nào có nứt sơ sơ á. Một cái chi phí em làm cái này cao không? Ví dụ cái thùng này mod nên là bao nhiêu tiền rồi? Cái thùng mod này á ở ngoài á là người ta mua chắc khoảng 50-60. 50-60 ngàn. Còn em lấy sỉ là khoảng 28 ngàn. 28 ngàn. Rồi cái tấm kiến này khoảng bao nhiêu nữa? Kiến này 20, mười mấy ngàn à. Rồi tiền keo, tiền xi măng. Cái này in nào xả tràn luôn. Đi cho nó xả tràn rồi biết sao. Đây nó nhiễu nước xuống đây. Nè, in nào xả tràn nè, anh em coi nè. Đây là nó nhiễu xuống đây phải không? Rồi nó tràn qua đó. À, chống tràn qua đây. Tràn qua đó vô ống, mình đi rồi cái đó mình bít lại cái lưới cho nó cá nó không ra đúng không? Dạ, rồi. Cái đó cũng khỏi cần anh, tại vì mặt nước nó tới nhíu vô là nó bơi, nó không có vô đó được. À. Cái này thì chuẩn bị lên sẽ gấp. Cái hồ này, cái kia không có ngon bằng cái này. Cái mà anh Thái nói á, là chống thấm á, nó không ngon bằng cái này. Cái này nó có vi sinh rồi nó à nó bám vô cá nó khỏe, dù gì cái này vẫn khỏe ha. Nó tạo vi sinh hơn. Ừ, tạo vi sinh hơn. Môi, cái thùng xốp này nó đã không thay đổi nhiệt độ rồi. Nó ít thay đổi được độ hơn so với hồ kiến rồi.
mình nó còn có xi măng nữa thì đó nó giữ lại rất là ok. Nhưng mà okay, cho anh hỏi một cái chi tiết này ha, một cái thùng xốp như thế này mà em đã nuôi thời gian lâu vậy, hồi trước anh đã thấy em có đó, thì dạ, cái độ bền của nó như thế này mình làm nó khoảng được vài năm không ta? Chắc bền rồi bà. Bền lâu lắm anh, tại vì nó lâu không có ảnh hưởng gì nhiều anh, mình để nằm trong đây luôn. Còn nó bây giờ cái thùng này á là mình chắc nó cũng vậy nè. Nếu mà nó có một bảy cái thùng xốp thì nó vẫn còn lớp xi măng. Nó cái xi măng này y như một cái hồ lớp. Lớp rồi ha. Bây giờ mới lớp luôn không? Nặng lắm. Nặng không? Nặng lắm. Trời ơi, nói chung là 1000 mét mà đây mình tận dụng hết ha. Máy này làm hết 100 triệu. Em làm luôn á hả? Cái này em tự làm luôn. 9 180 mét. Rồi là tự làm hết á hả? Cái này bữa bên kia là em làm, còn bên đây là chủ. Chủ gì tư là cô chủ á hả? Dạ đúng rồi. Này cô chủ phải không? Đúng rồi. Dân chơi á, dân thiệt á. Dân chơi hả? Trời ơi làm. Thằng Chu Chao nó kêu cô nó kêu cô là dân chơi kìa. Cô dân chơi chỗ nào nó kêu dân chơi hoài vậy? Nay cô nhiêu tuổi rồi? Cuốc đất khỏe re vậy? 76 tuổi mà cuốc đất, cuốc nguyên cái đường này luôn vậy? Đâu sao anh? Tết này 77. Trời ơi, chơi mà chơi cuốc nguyên cái đường ghê vậy? Dạ. Trời ơi, cô ba chơi ghê vậy? Cô ba 76 tuổi mà cô ba vẫn còn khỏe đúng không mọi người? Hàng gì Su Chao nó kêu cô ba chịu chơi không à? Dọn cái này lên đây. Dạ. Nó mà ăn ghê lắm hả? Nó mới kêu cô Tư dữ lắm, bà Tư dữ lắm, giờ bà Tư kêu nó ghê lắm. Ghê lắm. Ê, nói chung là chắc là hôm nay đã bắt tay lại Su Chao một cái. Cảm ơn rất là nhiều luôn, tại vì làm dành thời gian để tiếp mình, để dẫn mình đi tham quan á mọi người, đã bao nhiêu cái thay nước công việc nữa, tại vì mình làm có vài anh em thôi và một cái trang trại bự như thế này thì thấy là bạn Su Chao rất là giỏi đúng không nè. Hai năm mà từ chạy nhỏ qua lớn qua tới một cái trang trại bự như thế này, hết vị trí, hết chỗ, gần 1000 mét vuông luôn mọi người, rất là tuyệt vời. Thái cũng hy vọng là thôi gán giữ vững đam mê, gán làm cho ok hơn nữa để mình phát triển cái mô hình cá guppy tại Việt Nam của mình này, lại tạo ra được thêm nhiều dòng ok nữa để truyền tải những con cá đẹp nhất cho tất cả các bạn chơi đúng không. Thái sẽ ghim cái số điện thoại của bạn Su Chao xuống cái phần mô tả cũng như là cái comment á, anh em có gì gặp trực tiếp bạn ấy, muốn học nghề học ngọt gì nhắm mình thấy ổn thì gặp Su Chao. Mấy anh em mà có muốn học nghề làm cá thì tới đây em có thể là không phải là ai cũng nhận nhưng mà rồi. Mình phải coi người đó như thế nào, nếu mà người ta ok là chịu làm là em sẽ dạy. Chúc sức khỏe đi một lần nữa, chúc sức khỏe cho Su Chao cùng với gia đình của mình nè. Chúc cho bà Tư luôn nha, chúc mấy anh em sức khỏe nha. Ok bà Tư dạ Thái cùng với lại Su Chao cùng với những anh em ở đây cũng chúc bình an cho tất cả các bạn. Hy vọng là anh em xem cái video này trên tinh thần giải trí vô cùng tuyệt vời, một cái gì đó chia sẻ nhanh về khu trang trại của bạn Su Chao thôi, làm động lực cho anh em có thể là phát triển kinh tế, phát triển về cái mô hình nông nghiệp như thế này, chăn nuôi như thế này đó, để cho những anh em nhiều khi có những anh em nhiều khi anh chẳng đây mà nói có những anh em không biết mình đang làm gì, để có những người ta nhiều khi á mà người ta biết, người ta nhiều khi người ta xem được video này, người ta nghĩ là ta thấy người ta bê con cá, nhiều khi để phát triển được cái cho người ta, để người ta có công ăn việc làm, để có một cái mô hình trang trại để phát triển, có thêm Su Chao thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đúng không? Rồi thôi, Thái cùng với lại Su Chao xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.